thưa quý khán thính giả, ngay trong dịp Tết âm lịch, tàu chiến của Mỹ đã đụng độ và thách thức Trung Quốc ở Biển Đông. Ngay trong những ngày đầu của năm mới âm lịch, tàu chiến của Mỹ đã tiến hành các hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông để thách thức những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc, đặc biệt là trong việc Trung Quốc có những hành động hung hăng gây hấn đối với các nước trong Đông Nam Á. Ông Lý Hòa Mẫn, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh tác chiến miền Nam của quân đội Trung Quốc, tức là khu vực phụ trách Biển Đông, cáo buộc tàu chiến của Mỹ vừa cố tình gây hấn trong dịp Tết Nguyên đán với ý định xấu xa. Phát ngôn của ông Lý Hòa Mẫn nhằm phản ứng việc Mỹ điều động tàu chiến để tiến hành các hoạt động tự do hàng hải FONOB trên Biển Đông ngay trong và sau Tết Nguyên đán vừa qua. Theo tờ Bloomberg, người phát ngôn của hạm đội 7 của Hải quân Mỹ Joseph Scully mới đây thông báo chiến hạm của nước này là USS Montgomery ngày 25 tháng 1 đã tiến hành chuyến hải hành tự do OFNOB di chuyển vào khu vực đá Gạc Ma và đá Chữ Thập, nơi đang bị Trung Quốc chiếm đóng của Việt Nam một cách phi pháp tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam. Đây là đợt tiến hành hoạt động tự do hàng hải FONOB đầu tiên trong năm 2020 ở Biển Đông. Chuyến sông đất này, như chúng tôi đã đề cập trong bản tin trước, đã đe dọa và làm cho Trung Quốc hết sức tức giận. Ông Joseph Scully nhấn mạnh rằng, chúng tôi sẽ bay, di chuyển trên biển và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, bất chấp những yêu sách chủ quyền quá mức. Lần gần nhất mà trước đó Hải quân Mỹ thông tin về FONOB là vào tháng 11 năm 2019, trong thời điểm Trung Quốc có những động thái hung hăng gây hấn và đòi lấn chiếm khu vực bãi tư chính của Việt Nam. Trước đó, Lầu Năm Góc cảnh báo về việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, chẳng hạn triển khai tên lửa chống hạm, các thiết bị gây nhiễu điện tử và xây dựng cơ sở quân sự tại những khu vực bãi đá bị Trung Quốc bồi đắp thành các đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa là hành động sai trái, đi ngược lại với luật quốc tế. Do đó, Mỹ đang đẩy mạnh việc triển khai tàu chiến đến Biển Đông. Theo đài NHK, trong thời điểm này, những cấp tướng của Tổng thống Donald Trump có những hành động mạnh mẽ và khẳng định rằng Biển Đông là khu vực mà Trung Quốc không thể một mình độc chiếm. Liên quan đến tình hình khu vực, Hải quân của Mỹ ngày 26 tháng 1 tuyên bố cũng vừa triển khai hai máy bay không người lái thuộc lớp Triton đến đảo Guam để theo dõi động thái quân sự của Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương. Đây là phiên bản cải tiến của Global Hawk trước Triton được trang bị hệ thống cảm biến mới, nên có thể tiến hành hoạt động trinh sát trên phạm vi rộng lớn hơn, thách thức tất cả những đe dọa từ phía Trung Quốc. Việc các chiến hạm mang vũ khí tối tân của Mỹ hoạt động ở Biển Đông là một điều mà chúng tôi có thể nói là làm Trung Quốc hết sức khó chịu. Hai tàu tác chiến cận bờ hoạt động ở Biển Đông, trong đó có một chiếc được trang bị tên lửa tấn công trên biển, được cho là có thể thay đổi cán cân sức mạnh tại Thái Bình Dương. Hải quân Mỹ đã công khai đăng một bức ảnh với chú thích hai tàu tác chiến cận bờ LCS là tàu USS Montgomery và tác chiến hạm USS Gabriel Gifford hoạt động ở Biển Đông vào ngày 28 tháng 1. Hải quân của Mỹ cũng nhấn mạnh rằng hai tàu Montgomery và Gabriel Gifford đang trong đợt khai quân luân phiên tới Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương, thực hiện các hoạt động tập trận và thăm cảng khắp khu vực, làm việc cùng với các hải quân của các đối tác và đồng minh, nhằm cung cấp an ninh và ổn định trên biển, trụ cột chính của cột một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trong đó, tàu USS Montgomery ngày 25 tháng 1 đã tiến hành hoạt động tự do hàng hải FONOB di chuyển gần đá Gạc Ma và đá Chữ Thập, hai thực thể trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Tàu USS Gabriel Gifford cũng là tàu tác chiến cận bờ đầu tiên của Mỹ được trang bị tên lửa tấn công trên biển thế hệ NSM mới. Đây là loại tên lửa hành trình chống hạm có khả năng tàng hình và rất khó phát hiện trên radar. Tên lửa tấn công trên biển NSM có thể cơ động để tránh hệ thống phòng thủ của đối phương. Theo trang truyền phân tích Raytheon, nhà thầu chính của tên lửa này cho biết,
Hoạt động của tên lửa mới này có thể đánh trúng vào tất cả những mục tiêu. NS có tầm bắn hơn 185 km, xa hơn 30% so với tên lửa diệt hạm Harpoon của Hải quân Mỹ sử dụng lâu nay. Tên lửa mới còn được kết nối với trực thăng không người lái MQ-8B Firescout để trinh sát và truy lùng nhiều mục tiêu khác nhau, đa phương diện, đa tác chiến. Trước đó, cựu hải quân của Mỹ Carl Scooter nhận định MQ-8B Firescout được xem là con mắt ngoài tầm radar cho USS Gabriel G. Force, giúp tàu có thể tấn công những mục tiêu không thể nhìn thấy trên radar. Theo đài CNN, đây là một trong những khả năng tấn công mạnh mẽ của MQ-8B Firescout, một con mắt ngoài tầm radar. Khi tàu USS Gabriel G. Force sở hữu những tên lửa tấn công trên biển NSM được triển khai vào hồi tháng 9 năm 2019. Ông Scooter cho rằng động thái này gửi một thông điệp quan trọng và mạnh mẽ có thể thay đổi cục diện tại vùng biển Tây Thái Bình Dương. Chuyên gia Timothy Hale thuộc Tổ chức Nghiên cứu Chính sách RAND Corp của Mỹ thì nhận định rằng các tên lửa tấn công thế hệ mới trên biển NSM có thể gửi thông điệp tới không chỉ cho Trung Quốc mà còn nhắn gửi tới những đối tác của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông nói rằng, tôi dự đoán Hải quân của Mỹ sẽ triển khai thêm nhiều LCS hoạt động ở Biển Đông nhằm giảm tải gánh nặng cho những khu vực, khu trục hạm và các tàu tuần dương đang đảm trách phần lớn những cuộc tuần tra để bảo vệ tự do hàng hải trong khu vực. Ông Hale cho CNN biết trong một bản tin tức liên quan. Một số các chuyên gia hàng đầu về quân sự quốc tế nhận định rằng những hoạt động gần đây của Trung Quốc đứng đầu danh sách các quan ngại an ninh ở châu Á. Trong những hoạt động quan ngại năm 2018 và 2019 của Trung Quốc ở Biển Đông, có vụ tàu Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc xâm phạm khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam từ đầu tháng 7 đến gần cuối tháng 10 năm 2019 và tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Philippines hồi tháng 6. Theo truyền trang UNSI News hôm 27 tháng 1, dẫn lời một nhóm chuyên gia cho hay. Trong đó, chuyên gia Gregory Poling của Giám đốc Chương trình Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á AMTI thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS của Mỹ cảnh báo rằng Trung Quốc đang ở trong tư thế chủ động khi nước này hoàn tất các hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông, mà từ đó có thể hỗ trợ cho việc triển khai ổn định lâu dài các tàu hải cảnh và tàu dân quân biển để củng cố tuyên bố chủ quyền phi pháp của nước này ở khu vực. Ông Gregory Poling còn cảnh báo Trung Quốc dường như có ý định quấy nhiễu trong các lô dầu khí ở Biển Đông, nơi đã diễn ra các hoạt động khoan dầu. Để cản trở hoạt động như thế, ông Gregory Poling lưu ý rằng Trung Quốc có thể hiện thực hóa ý đồ này nhờ vào số lượng khổng lồ các tàu hải cảnh và các tàu dân quân biển hiện nay, cũng như một lượng lớn các tàu dân quân biển ngụy trang của nước này. Cũng theo ông Poling, Mỹ có thể lên tiếng phản đối một khi Trung Quốc có hành động cản trở các nước láng giềng trong việc triển khai khai thác dầu khí ở Biển Đông, nhưng sẽ tránh xung đột quân sự. Tuy nhiên, nếu có sự cố nguy hiểm có liên quan đến Philippines, một đồng minh của Mỹ, vấn đề có thể sẽ trở nên phức tạp hơn đối với Washington. Ngoài Biển Đông, Triều Tiên cũng là một điểm nóng lớn về an ninh tại châu Á, theo nhóm các chuyên gia. Dường như các quốc gia cộng sản, kể cả Việt Nam, luôn là một trong những nơi để cho thế giới phải đau đầu vì tính ngang bướng, hư hỏng trong vấn đề đối xử đối ngoại ở cả trong và ngoài nước. Các tàu chiến của Mỹ đã có mặt tại Biển Đông trong một nỗ lực kiểm soát và khống chế sức mạnh ảnh hưởng và những sự hư đốn hung hăng của Trung Quốc. Ở một tin tức liên quan, khi tàu USS Gabriel G. Force sở hữu tên lửa tấn công trên biển NS được triển khai vào tháng 9 năm 2019, ông Scooter cho rằng động thái này gửi một thông điệp quan trọng mạnh mẽ và cứng rắn có thể thay đổi cục diện khu vực chiến lược tại biển Tây Thái Bình Dương, nơi Trung Quốc đang có những tham vọng nhằm khống chế, đặc biệt là tại Biển Đông. Chúng tôi cũng có thể nói là tiếp cận được những hồ sơ thông tin liên quan tin tức mới nhất về Biển Đông và sẽ cập nhật cho quý vị. Trong đó, những thông tin về việc Hải quân Mỹ đối đầu với tàu của Trung Quốc trên Biển Đông
cùng với những hình ảnh và video sẽ được chúng tôi đăng tải nhằm phổ biến và lưu truyền những thông tin này cho cộng đồng trong và ngoài nước được biết. Ở một tình thế vào đầu năm 2020, khởi đầu của một năm mới, chúng ta hy vọng rằng sẽ có nhiều điều tốt đẹp đến cho đất nước. Và xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã luôn ủng hộ chúng tôi trong thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời sự tiếp theo của VOOD TV.